Mời quý vị trở lại với phần tin địa phương. Phần tin này được bảo trợ bởi công ty Southwest Sun Solar và ChaCha POS, công ty chuyên về máy lấy thẻ thanh toán tiền tự động. Kính thưa quý vị, mở đầu cho phần tin địa phương hôm nay là tin về việc một người tử vong sau khi văng ra khỏi xe chạy vòng tròn ở San Jose. Một phụ nữ ngồi trên chiếc xe bán tải đang chạy vòng tròn trong bãi đậu xe ở San Jose vào tối thứ Sáu đã tử vong khi chiếc xe tông trúng cô sau khi cô văng ra ngoài. Cảnh sát San Jose đến dãy 14.900 trên đường Camden Avenue sau khi nhận được thông tin một vụ va chạm. Theo điều tra sơ bộ, xe bán tải Ford màu trắng gồm một nam tài xế, một phụ nữ ngồi ghế trước và hai nam giới khác lái xe cẩu thả và chạy vòng tròn trong bãi đậu xe. Người phụ nữ trên ghế trước văng ra khỏi xe và rơi xuống vỉa hè, sau đó chiếc xe tông trúng cô ta. Tài xế đưa người phụ nữ đến bệnh viện địa phương nơi cô ta tử vong. Cảnh sát cho biết bia rượu là một yếu tố trong vụ tai nạn này. Tài xế và hai hành khách ở lại hiện trường sau vụ va chạm. Tài xế được đưa vào nhà tù quận hạt Santa Clara vì tội ngộ sát và lái xe trong lúc say xỉn. Danh tính anh ta chưa được công bố. Đây là vụ va chạm chết người thứ 37 trong năm nay ở San Jose. Tiếp theo là tin về việc thành phố Berkeley đối diện vụ kiện vì khu cắm trại của người vô gia cư. Khi Berkeley tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng vô gia cư, Hội đồng thành phố soạn thảo quy định mới để dễ giải tỏa khu cắm trại của người vô gia cư hơn. Khoảng 100 người hiện đang sống tại khu cắm trại trên đường số 8 và Harrison. Đây là một trong những điểm nóng được nghị quyết mới của Hội đồng thành phố nhắm đến. Nghị quyết này tạo điều kiện giải tỏa khu cắm trại bị xem là rủi ro an toàn hoặc sức khỏe, ngay cả khi không có sẵn chỗ ở tạm cho người vô gia cư. Bà Andrea Hansen, giám đốc điều hành của Where Do We Go, nói rằng thành phố muốn người vô gia cư đi đâu có phải đến các khu dân cư không. Người dân không muốn điều đó, người vô gia cư cũng không thể đến các công viên. Berkeley hiện có khoảng 450 người vô gia cư sống trên đường phố, nhiều người sống tại các khu cắm trại. Theo chính sách mới vừa chấp thuận tuần trước, giới chức thành phố nay sẽ có thể giải tỏa khu cắm trại có nguy cơ xảy ra hỏa hoạn, ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc bị xem là phiền toái công cộng, ngay cả khi thành phố không có sẵn chỗ ở dành cho những người này. Tuy nhiên, thành phố cam kết đưa người vô gia cư vào nhà ở tạm khi có thể. Ủy viên Hội đồng thành phố Rashi Kiwasani nói rằng thành phố cố gắng thực hiện biện pháp hợp lý, cân bằng để công chúng có thể đi lại trên vỉa hè. Trong khi đó, một nhóm doanh nghiệp, trong đó có Boychick Bagel và Freightwood Brewing, nộp đơn kiện yêu cầu Berkeley giải quyết khu cắm trại của người vô gia cư gần doanh nghiệp của họ. San Jose sẽ không bán khu nhà ở tạm cho chương trình chuyển hướng nhà tù. Sau phản ứng từ cộng đồng, San Jose gác lại đề nghị bán một khu nhà nhỏ xíu cho quận hạt Santa Clara để thực hiện chương trình chuyển hướng nhà tù. Cùng với hàng ngàn người kiến nghị không bán khu nhà ở tạm tại số 6066 đường Monterey Road, hàng trăm cư dân phía nam San Jose công kích giới chức thành phố và quận hạt trong hai cuộc họp cộng đồng trong vài tuần qua vì thiếu minh bạch và không xem xét lo ngại an ninh của họ. Sau khi cộng đồng thuyết phục thị trưởng San Jose Matt Mahan không ủng hộ đề nghị trên, giới chức thành phố công bố họ sẽ làm theo ý kiến cộng đồng. Trong thư gửi cộng đồng, ông Eric Sullivan, giám đốc gia cư, viết rằng mặc dù chưa có cuộc bỏ phiếu chính thức nào từ thị trưởng hay hội đồng thành phố về việc bán khu nhà Monterey Bernal, cơ quan gia cư thành phố và văn phòng của quản lý thành phố sẽ không đề nghị bán khu nhà Monterey Bernal và có thể xem xét lựa chọn thay thế với quận hạt. Quận hạt Santa Clara muốn mua khu nhà trên đường Monterey Road và giải nhà tại số 1072-1082 đường Vermont Street sau khi nhận tài trợ 8 triệu đô la từ Cơ quan Tài chính Cơ sở Y tế California. Theo điều khoản của tài trợ, quận hạt phải thiết lập cơ sở và vận hành trước cuối tháng 11. Khu nhà ở phía nam San Jose hiện do Home First Services quản lý và có thể tiếp nhận đến 78 người vô gia cư. Ban đầu thành phố muốn bán khu nhà vì quận hạt có lợi thế hơn khi cung cấp dịch vụ cho người vô gia cư. Cùng với 8 triệu đô la thành phố sẽ nhận được, San Jose sẽ tiết kiệm gần 2 triệu rưỡi đô la chi phí vận hành hàng năm, cho phép thành phố cân bằng ngân sách và cung cấp dịch vụ khác cho người nộp thuế. Tiếp theo là tin, cảnh sát San Francisco sẽ đưa xe camera an ninh lưu động đến khu vực có tỷ lệ tội phạm cao. Sở Cảnh sát San Francisco sẽ sử dụng xe camera lưu động để theo dõi những khu vực có tỷ lệ tội phạm cao và giúp cảnh sát bắt giữ nghi phạm.
Trong cuộc họp báo sáng thứ Hai, cảnh sát trưởng Bill Scott cùng thị trưởng London Breed và công tố viên Brooke Jenskins công bố triển khai xe camera trong chương trình thử nghiệm với công ty LVT Technology ở Utah. Theo văn phòng thị trưởng, xe camera là công cụ bổ sung để cảnh sát sử dụng theo sau đề luật Y cho phép mở rộng sử dụng công nghệ mới để cải thiện an toàn công cộng. Kể từ khi đề luật có hiệu lực, San Francisco đã ứng dụng công nghệ mới như thiết bị đọc biển số xe tự động và máy bay không người lái drone. Theo công ty LVT Technology, xe camera lưu động gồm cột anten cao 6.7 mét với 3 camera có thể trang bị kính nhiệt và toàn cảnh, đèn chiếu sáng và phát thông báo. Văn phòng thị trưởng cho biết ban đầu sẽ dùng 3 xe camera để hỗ trợ trung tâm điều phối chợ ma túy, lực lượng đặc nhiệm gồm cảnh sát và các cơ quan khác của thành phố để giải quyết tội phạm đường phố và chợ trời ma túy tại khu Tenderloin và South of Market. Các khu vực khác sẽ được triển khai xe camera, bao gồm những địa điểm ở khu Mission, nơi mại dâm và vấn đề liên quan tràn lan, cũng như tại hành lang thương mại để ngăn chặn tội phạm. Bà Breed nói rằng công nghệ mới là bước ngoặt đối với an toàn công cộng tại thành phố. Thiết bị an ninh lưu động như thế này được nhiều công ty tư nhân sử dụng tại bãi đậu xe thương xá, công trường xây dựng và những địa điểm chiến lược khác. Quý vị vừa theo dõi phần tin địa phương. Sau một vài giây phút giới thiệu các cơ sở thương mại, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần Closing News. Phần tin địa phương cũng được bảo trợ bởi công ty Southwest Sun Solar. Quý vị được tham khảo và lắp đặt solar hoàn toàn miễn phí. Xin gọi 408-780-2013 để biết thêm chi tiết. Phần tin địa phương cũng được bảo trợ bởi ChaCha POS, công ty chuyên về máy lấy thẻ thanh toán tiền tự động. Xin gọi cho Bá Thông 415-335-2000. Southwest Sun Solar, một công ty uy tín và nhiều kinh nghiệm, sẽ giúp cắt giảm hóa đơn tiền điện và thiết lập cho quý vị hệ thống giữ điện mới nhất. Công ty bảo đảm sẽ tiết kiệm tiền điện cho quý vị so với giá tiền mà quý vị đang trả cho công ty điện lực. Để có được một hệ thống solar và hệ thống giữ điện tối tân nhất, không phải trả tiền lắp ráp mà còn được 25 năm bảo hành, xin đừng chần chờ gì nữa, hãy mau gọi ngay cho Southwest Sun Solar 408-780-2013 408-780-2013. Quý vị nào là chủ nhà hàng, chủ tiệm nails, chủ cơ sở thương mại muốn cài đặt hệ thống máy lấy order, máy credit card, máy ATM, hãy tham khảo hệ thống máy lấy thẻ của anh Châu Bá Thông. Anh Châu Bá Thông hiện giờ có chương trình khuyến mãi giá thấp và cho quý vị mượn máy lấy thẻ miễn phí và không cần hợp đồng. Anh Châu Bá Thông còn có máy POS, iPad, tablet lấy order tại bàn, rất thích hợp cho nhà hàng và tiệm nails. Nên gọi Châu Bá Thông 415-335-2000 để biết thêm chi tiết và những ưu đãi. Kính thưa quý vị, và sau cùng là phần Closing News. Giới trẻ Hồng Kông giữ gìn truyền thống múa rồng lửa 145 năm tuổi của thành phố. Giữa lửa và khói, hơn 300 người biểu diễn múa con rồng dài 67 mét, trang trí với những que nhang trên những con đường nhỏ hẹp của Hồng Kông vào hôm thứ Hai, làm say đắm hơn 1.000 khán giả. Truyền thống này là một phần của Tết Trung Thu tại quận Tai An lịch sử của Hồng Kông. Tuy vậy, trong những năm gần đây, múa rồng giảm sức lôi cuốn, mặc dù chính quyền thành phố công bố múa rồng là di sản văn hóa phi vật thể. Vì thế năm nay, giới trẻ đổ ra đường phố biểu diễn múa rồng lửa Tai An, hy vọng đưa thế hệ mới đến với truyền thống 145 năm tuổi. Đoàn thiếu niên múa rồng lửa Tai An gồm 100 trẻ em và thiếu niên tham gia phiên bản múa rồng nhỏ hơn bên cạnh buổi biểu diễn chính. Phiên bản của các em là rồng lửa nhỏ dài 20 mét sử dụng 10.000 bóng đèn LED. Roland Lau, 12 tuổi, thành viên của đoàn thiếu niên, nói rằng tham gia múa rồng giúp em học hỏi nhiều hơn về tinh thần đồng đội và hiểu rõ hơn về lịch sử của Tai An. Trước đây, phụ nữ không được phép chạm vào thân rồng trong khi múa vì bị xem là không may mắn. Tuy nhiên, đoàn thiếu niên này mời gọi nữ giới tham gia.
Kính thưa quý vị, phần Closing News vừa rồi đã kết thúc bản tin tối nay của chúng tôi. Nam Minh và Ngọc Thúy xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và kính chúc cho quý vị và các em nhỏ một đêm Trung Thu thật vui vẻ.